Xin chào các bạn, hôm nay GameHub.vn sẽ trải nghiệm tựa game Under the Sun, một tựa game thuộc thể loại giải đố có đồ họa 3D khá là lạ mắt. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái quả cầu như thế này. Chúng ta sẽ đi theo các bàn, các khu vực, mỗi khu vực thì lại có 6 màn để đi. Chúng ta có thể thấy rất là nhiều. Hiện tại thì mình mới đến màn 2 của khu vực 2 thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bàn 1 đầu tiên để có thể hình dung được những cái đơn giản nhất nhé. Tất nhiên là khi bắt đầu vào chơi thì nó sẽ có hướng dẫn cho bạn rồi. Đấy, thì nhân vật của mình là thằng người này. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa nó đi từng bước một đến cái chỗ nhóm củi này. Thì nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Và mỗi bước đi thì nó lại già thêm 1 tuổi. Và mới ban đầu thì tuổi thọ của con người rất là ngắn, cho nên là đấy, chỉ trong mấy bước là đã hiệu rồi. Sang bàn thứ 2, địa hình càng ngày càng khó hơn. Đây, nó có bậc thế này, làm sao để chúng ta đi lên được? Bước, a à, có cái cây, bước tiếp, nó sẽ cao lên, đó. Mới đầu thì rất là dễ thôi. Đối với một số địa hình mà nó bị chắn cái tầm nhìn ấy, chúng ta có thể dùng đấy để gì? Đây. Đây có hai cái thang, chúng ta sẽ đi cái nào? Tất nhiên là sẽ đi gần hơn. Nhưng cái thang này lại bị gãy, chúng ta không thể đi được nữa. Bây giờ quay lại thì chắc chắn là số bước sẽ bị chậm đi, bước bị nhiều hơn ý. Nên là chưa đến, chắc chắn là chưa đến cái củi này chúng ta đã già chết rồi. Thì mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Ôi, đây mình quanh quẩn. Hự, đó. Và game sẽ hướng dẫn. Đây, chúng ta có thể quay ngược thời gian trở lại từ đầu. Né. Và chúng ta sẽ lựa chọn những cái thang này đi xa nhưng mà chắc chắn hơn. Game này kiểu trầm ngẫm suy tư buồn buồn một tí ấy. Đó, thì càng ngày càng có nhiều cái chướng ngại vật rồi thử thách hơn. Chúng ta có thể chơi bằng cách thử đi thử lại và quay cái dòng thời gian này. Đấy, đấy. Và chúng ta đến nơi. Rất đơn giản thôi đúng không? Bấm vào nút ở mũi tên ở phía bên tay trái, chúng ta sẽ ra màn hình chính. Khi hoàn thành một cái khu vực này thì chúng ta sẽ được một cái hộp dương như thế này. Nhưng mà dương này mình định dùng thì nó sẽ báo là khi mà game update thì sẽ có dùng, tức là có một bí ẩn nào đó đang chờ đợi. Chúng ta cứ kho mà tích lũy đã. Ở phía dưới màn hình thì chúng ta có hình con rùa này. Đây là mở graphic. Nói chung là không có thêm cái tính năng mua hay là buff gì khác. Một tựa game kiểu để cho chúng ta ngồi thư giãn, động não cũng khá là vui. Vừa rồi là trải nghiệm của mình về tựa game Under the Sun. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích tựa game này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau của GameHub.vn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của GameHub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.